Xin chào cả nhà. Hôm nay Khang Luxury vừa mới về được một em bảo mật tối đa luôn, 99,9% bằng một cái cơ chế riêng của hãng V2 XR. Đây là cái hộp full box của nó, đây là hai bên là hai cái logo, mà đây nó có một cơ chế để mở. Đó, bây giờ mình ấn nút này đây, rồi là cái này nó bật, tự bật bật lên. Đó. Mình sẽ phải ấn đồng thời một lúc hai bên, là đây nút này. Đây. Rồi. Đó, nó bật lên, rồi mình mới nâng lên được. Đây. Một em siêu phẩm làm bằng toàn bộ bằng titanium kết hợp với lại gốm ceramic cộng với tất cả các lớp bằng sapphire tấm nguyên tấm, cực kỳ đơn giản. Và một và đằng sau lưng nó là một lớp da của Ý, và phía trong của nó đầy đủ hết. Đó, gồm một cái thẻ cứng kết hợp với lại một cái mã code đặc biệt duy nhất luôn, phải có pin code này thì mới có thể active được cái điện thoại này và sử dụng, còn không thì mình sẽ không sử dụng được. Ở bên đây thì là tai nghe, còn đây là sạc, sạc của nó là sạc sạc nhanh nhá mọi người, và cổng sạc giống như cục cổng sạc của Samsung hoặc là Oppo. Ở đây là khăn lau. Full box nhìn hộp rất là xịn sò, và cơ chế của cái nắp mọi người thấy mới độc nè, hất xuống tự động nó sẽ hạ xuống. Đó, mọi người thấy chưa, rất độc. Đó, hàng này là hàng đặc biệt, hàng order. Mọi người có thể order thì liên hệ với lại Khang qua số điện thoại 0942222092 hoặc 0944003355.